là một số may mắn của vòng loại này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đề về chủ nhân lượt kìa. Dạ, thì nhớ mình ok chưa? Dạ, mình ok chưa? Dạ, mình ok chưa?
vừa kêu là có chủ nhân may mắn nha. Xin mời các nhà mình Liễu Nguyên tập thể trên tay. Và bây giờ các nhà đang đồng giải chưa đồng duy trì trên sân khấu, chúng ta cùng nhau kiểm tra. Còn tiếp tục lâu dùng lại mới giới thiệu các bạn 30.000 đồng trên một phần vé. Và có như nay, tí xíu nữa đây chúng ta sẽ được bắt đầu với sự bùng nổ với chủ đề Dark Queen Night với những thiên thần xa ngã. Sẽ được làm là tất cả quý vị khi là 0630 các con số may mắn 25 có 1 số 5 có 2 41 có 3 60 có 1. Rồi quý vị ơi, đã có chủ nhân may mắn nhá. Chào ông lại đặc biệt này. Rồi còn chủ nhân và còn một chủ nhân nữa là biết điều gì. Rồi xin được chúc mừng người đẹp ký hiệu 0629 và có 25 và có 1 41 và có 2 60 và có 3 số 5 số 5 hợp lệ. Dạ dòng này chúng ta tìm được hai chủ nhân may mắn, còn ai đọc giải nữa không quý vị ơi? Và không có ai đọc giải nữa thì vui lòng mình vào trong nha. Hai người sẽ được chia được tập phẩm công hoàng. Dạ rồi, công chúa chưa có nói dòng lời giờ không còn cái gì được. Cả nhà mình nhớ thức tình ủng hộ ngay dòng lời mới nha. Rồi cả nhà mình đừng có dội bỏ những cái giấy không lập phẩm. Mình lập ra mặt sau mình vô hòm tên xuất đi nào mình bỏ những cái đồng thang này. Cuối giờ mình... Và bên dưới ai còn chưa có bé thì từ nhỏ giờ cao cái liền nghe, còn ai có bé nội tập trường mắt thì sẽ cố chụp đi do số
số được làm đang có một buổi giảng dạy, quý vị khoan ngồi mỗi vé mặt cho mình cứ sợ luôn nha. Sao chị? À bán vé chưa kịp vô nè. Chưa kịp lên nữa hả? Ở dưới luôn đi. Dạ có ai nữa mà trên lên giùm em đi ạ? À? Dạ tờ vé nào mình đủ hàng ngang 4 số là mình trúng rồi đó quý vị, trên lên giùm em nha. Dạ chào anh Trang, giờ là vé Trang Trang nha, mã mong đợi là 0612 và vị bán đề là con số vừa kêu qua 15 có 1 dạ 22 có 2 46 có 3 56 có 4 hôm nay chúc mừng anh Trang đầu tiên nha. Rồi anh Trang thứ hai ạ, mã mong đợi là 0613 và vị bán đề con số là 15 có 1 dạ 22 tuổi Tân Sang có 2 46 có 3 số ký chị Sang 56 tuổi Trần Bích có 4 hợp lệ luôn rồi. Chúc mừng hai anh trai và hai anh gái thật cho mình thử tiếp theo luôn nha. Trời biết chị ơi, dòng lời gì qua không còn giá trị nữa chị. Chẳng ai vì cũng nhân may mắn gặp giải dòng lời cờ này rồi. Và chị mới tới thì chị vừa lên vào trong dùm em nha. Chúng ta đừng hoang mang chị ơi, chúng ta qua bên phòng ghế trước ha. Để từng thuê một cái Hả? Ba? Má hai con cặn đó bác. Dòng đó.
không. Ok vậy. Rồi, cảm ơn hai nữ người đẹp mặt chuông nha. Rồi, vâng ạ, ai được thay thế mình sẽ có chuẩn bị trò số go. Sốt đi ra, 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 sốt đi ra